Hi, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GP khám phá Nhật Bản nha. Hôm nay thì Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị vào cái kỳ nghỉ lễ tuần lễ vàng á, cũng giống như là bên Việt Nam bây giờ đang nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 á mọi người. Thì mình cũng được nghỉ bên đây mấy ngày, thì hôm nay mình rảnh rỗi mình sẽ ra một vài cái video gọi là cái series chôn nha. Đó, lâu rồi không có chôn thì hôm nay theo những ý kiến của mọi người bình luận bên dưới á, là một cái video chôn Megumi. Thì hôm nay vợ mình đi làm á, con mình cũng đi học rồi, chút xíu nữa nó về rồi mình sẽ thực hiện một cái video nó chôn nha các bạn. Đó, theo như cái chủ đề ngày hôm nay á, thì Việt Nam á, hôm nay là 30 tháng 4 là toàn quốc kháng chiến thống nhất đất nước, đó là một cái niềm vui. Trong cái niềm vui hân hoan đó thì mình sẽ lấy một cái chủ đề, đó là mình sẽ giả vờ nói là bên Việt Nam vừa mới gửi giấy báo là phải đi khám nghĩa vụ quân sự về nhà mình, là mình phải về Việt Nam, mình phải đi khám nghĩa vụ quân sự đó, hoặc là phải về giải quyết liền, là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là phải có mặt để giải quyết là đi khám nghĩa vụ quân sự hay là như thế nào đó, phải có mặt ở đó, không là người ta sẽ bắt mình, phạt mình, bắt mình đi tù đó. Phải nói vậy để cho Megumi coi như mình phải về gấp, phải sắp xếp hành lý về gấp để coi phản ứng của Megumi như thế nào nha. Đó, để coi cô vợ Nhật thấy chồng tự nhiên về Việt Nam đi nghĩa vụ quân sự rồi xa chồng xa con rồi xa vợ xa con là như thế nào nha mọi người. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một số thứ là hành lý các thứ để cho nó sống động thật, nó thật hơn một tí nha mọi người. Nói chung mình sẽ tạo một cái hiện trường giả nha. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gom hết quần áo của mình nha. Đó, nguyên cái quần áo mình sẽ gom bỏ hết vô vali luôn nha. Đó. Ý trời ơi, nặng dữ trời. Nói chung mình sẽ gom một số cái quần áo mà mình hay mặc á. Đó, xếp vô vali. Làm như vậy cho nó thiệt các mọi người. Đó. Gom hết ống này mình xếp vô vali luôn nha. Ok. Đó, mình lấy thêm mấy cái nữa đi. Ok các bạn ơi, đây là cái hành lý xách tay của mình nè. Đó, cái ba lô này chút xíu mình xách tay nha cho nó giống thiệt nha. Để vào bên. Đây là cái hành lý ký gửi của mình nha, đây là quần áo anh bỏ đây hết rồi đó. Đó thì nói chung thì để cho giống như mình về Việt Nam, giống mấy người nước ngoài về Việt Nam á, mình sẽ làm thêm một cái nữa cho nó giống. Đó, mình sẽ dán băng keo. Dán băng keo rồi ghi tên lên nha mọi người. Nói chung là khi đi nước ngoài là để tránh cái vali nó lẫn lộn với nhau á, là mình sẽ dán băng keo mình ghi tên lên. Phải làm nó thiệt thiệt về Megu nhìn Megu mới hoảng hồn được chứ. Đó. Để mất công rồi ra sân bay rồi quên nữa, giờ ghi gì lên ta. Thường thường là người ta hay ghi tên, họ tên, địa chỉ, nhưng mà bây giờ mình chỉ ghi tên thôi. Vậy đi. Vậy nha mọi người. Đức Anh GP nha. Không biết mọi người thấy không, đây Đức Anh GP. Ok, bây giờ mình sẽ để hai cái này đây đi. Đó. Đó, vậy nha. Chút xíu nữa mình về thấy có hai cái hành lý này rồi sẽ bất ngờ cho coi nè. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã thay đồ nè. Đó,
Nói chung là thay đồ cho nó lịch sự, chuẩn bị về Việt Nam đi khám nghĩa vụ quân sự nha. Đó, nói chung đây là cái hành lý xách tay của mình. Còn đây là cái vali ký gửi. Đó, mình sẽ để giữa nhà vậy nè. Đó, chuẩn bị là chuẩn bị về nha. Đó, Megan sẽ đi làm về, mình sẽ ngồi ở đây mình đợi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để đồ đây đi. Đó, tạm thời mình để đồ đây, mình ngồi đây mình đợi Megan về nha. Đó, rồi tiếp theo cái phản ứng của Megan thế nào thì mọi người cùng theo dõi nha. Bây giờ ngồi đây đợi nha mọi người. Ok. A few moments later. いきなりなんだけど、うん、本当に申し訳ないけど、うん、なんか今日の朝、ベトナムで、うん、俺の入隊しないといけないという紙が届いてきて、うん、いきなり入隊？そうそうそうそうそう、なんか軍隊に行かないといけないという紙が来て、そうそうそう、みんな来るよ、男の人、そう、18歳からみんなその紙来る。へえ。俺はずっと来てなかったのに、うん、なんかいきなり来て、うん、でその紙の中になんか24時間以内に出席しないといけなくて、24時間そうそうそう、だからすぐ、そんな急なの、わかんないけど、なんか書いてあったって。俺も心配しすぎて、で、あのチケットを予約して、うん、今日の夜すぐ行かないといけない、明日の朝、市役所行って顔を出さないといけないから、へえ、うん、だからいきなりなんだけど、本当にいきなりだね、うん、まあ国からね呼ばれたから行かないといけないから、それは責任だからね、まあしょうがないけど、それ、うん、やっぱり国のことを守る、まあ、守るのが一番大事だからね、それはしょうがないじゃん、うん、何も言えないけど、うん、みんな寝たか、あのもう時間あんまりないから、ちょっと1時間しか、1時間しかないの、うん、話しさないから、うん、リリーも会えなくてごめんね、うん、俺も言っといてね、今学校だよね、うん、え、入ったらどのくらいなの、まあ、まだ分かんないけど、うん、ちょっとあっち行って話して、うん、まあもしよかったら、あの入隊しなくてでいいよって言われちゃうかもしれないけど、うん、あの俺海外に住んでるから、うん、家族もいるし子供もいるから、まあ住居もあるし、まあそれも関係ないだよね、関係ないんだ、うん、海外に住んでるとでも何でも行かないといけない、帰らないといけないという、もし国から呼ばれたら行かないといけない、僕の年でも行かなきゃいけない、年も関係ない、呼ばれた人は顔を出さないといけない、まだまず出席出して、うん、出席して話して、うん、あのもしよかった人は健康診断して、あ、そうなの、そうそうそうそう、あの病気の人は軍隊入れないよ、あ、そうなの、うん、だから入ってもう2年間ぐらい、2年間、2年間ずっと練習する、もし最悪2年間入隊しないといけないになっちゃったら待ってくれる、うん、まあそれはね、もうどうしようもないし、うん、全然待つけど、待ってくれるの、待つよ、うん、でもその期間全然会えないの、会えなくてことはない、うん、土日とか、うん、もしベトナム買ってくれて、うん、あの俺のところ、うん、多分1ヶ月1回ぐらい会いに来れると思うよ、うん、1ヶ月か2、3ヶ月か分かんないけど、うん、それは軍隊のルールがあるから、たまに電話もできると思うよ、あ、うん、でもまあまあ2年間行かないように頑張って商談して話してみるんだけど、うん、はあ、今はいきなり言われたから早く帰らないといけないからね、うん、ちょっとね、いろいろ解決しないといけないから、もししなかったら今度ベトナムで、あのベトナム帰るときに空港であの何かやってくるかもしれないから、
あなたはなんで言われたのに出席しないのって、うん、あのそれは法律を破るっていう破ることになっちゃうからね。そっか。だから2年間いなくて大丈夫。大丈夫じゃないけど、でも国のルールなのもしょうがないじゃん。まあね。もし戻ってこなかったらどうする、ずっとあっち。そんなことある？え？わかんないじゃん。2年間行って忘れて。忘れて？わかんない。忘れないけど。忘れないで。もし忘れて戻らなかったらどうする？忘れないで。忘れない？うん、忘れないけど俺も悲しいよね。悲しいよ。そんな急に来るんだ。まあ多分顔出してくださいって言われるだけかもしれないわね。いいな。寂しいよね。豆時間がないからさ。行くね。チケット買ったし。行くね。もう時間がないから。やっぱやだ。なんで？やだよ。なんで？さっきいいよ、行っていいよって言ったじゃん。私ずっと一緒にいたのにさ。もう行くよ。なんで？行けない。なんで？もう行くから。行かないで。もう全部準備してたから、もう遅刻になっちゃうから。いいよ、もう。なんで？行かなくていいよ。なんで？いいよ、もういるし。いるいるけど、もう今度もうベトナム帰って、いいよ、二国できなくなっちゃったの。ずっと日本にいようよ。ずっと日本いよ。もう帰りたいの。やだ。もう出席しないといけない。いい、いい。なんで？だってリリもいるし、家もあるし。行って。え？ここ行って。もう帰っちゃダメ？うん。なんで？いいじゃん、日本で住めば。でもあっちからもう捕まえちゃったらどうするの？やだけど。うん。でも行かないで。もうほっとく？うん。ベトナムのあれ。髪のとことほとく、うん、知らないってことにしよう。知らないですよ。本当に知らないってことにしよう。でチケット買ったらどうするの？それは知らない。知らない。キャンセルするの？うん。また2万円かかっちゃう。いいの？いいじゃん、2万で済むならいいじゃん。いいの？うん、いいの？うん、もう行くよ。いいよ、行かなくていいよ。行くから、行くから、行くから。いいよ、もういい。行かないで。行かないで。行くか。やだ。もう行くね。行かないで。なんで？もう行かないの。OK các bạn ơi, hôm nay mình đã làm một cái video đó là giả vờ nói về Việt Nam đi nghĩa vụ quân sự, để coi coi phản ứng của mê người như thế nào. Thì ban đầu thì tự nhiên hay lắm cho đi này nọ thứ, xong rồi cuối cùng mình kéo lại ông cho đi các bạn. Nói chung thì sắp tới mình sẽ được nghỉ nhiều á, mình sẽ cố gắng làm thêm một số cái video mình chôn để mang cái tính giải trí đó cho mọi người cùng xem nha. Thì nói chung là qua cái video này thì mình cũng muốn là kêu gọi tất cả những bạn trẻ Việt Nam mình á. Bây giờ tuổi mình còn trẻ mà nếu mà đất nước mà cần mà kêu gọi mình đi nghĩa vụ quân sự thì chúng ta cũng đừng nên trốn tránh làm gì. Đó là những trong một trong những cái niềm tự hào của người đàn ông mà. Đó thì chúng ta cũng nên ra sức rèn luyện để có sức khỏe, mình bảo vệ tổ quốc cho mọi người. Đó, nói chung thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video đến phút này nha. Nói chung các bạn trẻ là những người gọi là tương lai của đất nước, thì các bạn nên nhớ nha. Mình nên đi nghĩa vụ quân sự nếu như nhà nước mà kêu gọi mình nha. なんであんこ日本来たの？軍隊入らないために来た。